Một đôi chân mang giày cao gót thì vẽ như nào? Có bạn nào vẽ như vậy không? Hồi nhỏ vẽ công chúa đồ là tôi vẽ y chang vậy luôn á. Thôi bỏ đi, giờ mình vẽ có cái tầm vườn chút nha. Vẽ cái cẳng chân ra trước, rồi tới đây vẽ cái cổ chân nè, rồi vẽ cái hình thang ra là bàn chân. Hình tam giác này là phần mũi nhọn của đôi giày. Đơn giản đúng không? Chân còn lại thì do nó hơi nghiêng ra ngoài chút nên là sẽ thấy một phần của cái gót chân phía sau nữa. Rồi bây giờ sẽ là phần chi tiết, đây gọi là mắt cá chân, cái phần nhô ra ngoài á. Tiếp theo mình sẽ chỉnh cho cái phần mũi giày này nó cong và tròn, nhìn nó tự nhiên hơn. Tiếp theo bên này thì mình sẽ bo tròn góc phía sau này lại rồi chỉnh mũi giày xíu nữa. Thêm cái gót nhọn phía sau thì nó mới ra giày cao gót chứ. Bây giờ thì mình sẽ đánh bóng cho đôi giày này. Đây là một đôi cao gót chất liệu bằng da màu đen bóng nha quý vị. Giờ thì dùng cục gôm để lấy sáng tạo độ bóng cho đôi giày nè. Rồi ok xong rồi đó, mấy bà thử vẽ một đôi đi nha.